Alo, phải công ty Buffett Nutrition không? Dạ, em là Minh gọi bên cho supplement đó anh. Dạ, cho em hỏi là tại sao cái whey diagen của mình nó không có hydrolyzed thủy phân với anh? Dạ. Rồi. Và để trả lời cho cái câu hỏi ở đầu video là tại sao whey protein diesel không sử dụng whey hydrolyzed trong cái ingredient của mình, thì đây là một trong những cái tiêu chí của hãng Perfect Sport này. Thì họ muốn sản xuất ra một cái loại whey protein nó có độ tinh khiết và ratio cao nhất có thể. Thì các bạn có thể dạo quanh hết tất cả các loại các mùi của hãng, trừ cái mùi nhóm mùi sô cô la ra, thì nó có cái ratio protein nó hơi thấp một tí, khoảng 26 gram protein trên muỗng 30 gram bột. Thì cái tất cả những cái vị, ví dụ như là vị dâu, vị vani, vị chuối đều là 27 gram protein trên 30 gram bột cả. Thì cái ratio nó khoảng tầm 90%, thì đây là một trong những cái ratio cao nhất thị trường. Cho nên là cái mình nhìn vô cái ratio đó thì mình sẽ ngay lập tức nhận xét nhanh là cái loại whey này nó tinh khiết. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái slogan, cái hướng đi của hãng là When quality matter, choose Perfect Sport. Có nghĩa là hãng muốn hướng khách hàng tới một cái sự chất lượng, một cái ví dụ giống như là thay vì mà hãng chọn Hydrolyte đi, xây dựng cái bắp nhanh hơn khoảng tầm 5-10 phút, thì hãng sẽ chọn một cái hướng đi khác. Có nghĩa là chọn một cái nguồn nguyên liệu sao cho nó organic, nó tốt nhất cho sức khỏe, để khách hàng có thể sử dụng lâu dài, không có bị nổi viêm mụn cũng như là dư lượng hormone trong suốt cái quá trình sử dụng cái sản phẩm của mình. Và theo cái ý kiến của mình là để mà phát triển cơ bắp thì không 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 nhất thiết phải là các bạn phải quá kỹ lưỡng trong cái việc chọn whey protein, mà nó còn tới từ nhiều cái yếu tố khác. Ví dụ như là ăn uống trong ngày ra sao, cái lượng protein mình nạp có đủ hay không, ngủ nghỉ có tốt hay không, và cái vi chất, những cái vitamin và khoáng chất á, mình có nạp đầy đủ cho cơ thể hay không. Thì nếu như mà Minh là một người tập luyện thể hình, mà đối với cái kinh nghiệm mà mình dùng thực phẩm bổ sung khoảng tầm 4 năm vừa rồi, thì mình mới đúc kết ra rằng để mà chọn một cái whey protein thì mình sẽ chọn một cái whey protein nó tinh khiết, có nghĩa là cái độ ratio nó cao và những cái thành phần của nó tốt cho sức khỏe để mình dùng được lâu dài và nó không gây hại cho sức khỏe của mình, để mình xây dựng cơ bắp một cách tối ưu nhất. Rồi, nếu như các bạn còn thêm cái thắc mắc gì về cái sản phẩm whey protein diagen này thì vô lòng bình luận ngay bên dưới phần comment, để mình cũng như là đội ngũ Yusup sẽ giải đáp ngay tới cho mọi người một cách kịp thời nhất. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những phần sau.